chào tất cả bạn đến với video tiếp theo. Hôm nay là mình đang đi ra ngoài huyện này để sắm giường và sắm tất cả các cái đồ đạc cho nhà bà cụ 73 tuổi đây. Thì ở trong này là có giường đấy. Thì giường là mình bà cụ có một mình cho nên là mình sắm cho bà cái giường là rộng 1m2. Bao gồm cả đệm nữa. Ngoài này thì đệm mình cũng có mua về đây rồi. Và do là dạo này là công an làm rất là gắt nên là mình không có chở bằng xe máy được. Thật là phải thuê ô tô chở vào trong nhé. Cho bạn xem giường và xem cái chăn màng đệm xem như thế nào. Đây là đệm và chăn, rồi là chiếu, màn, gối. Ở trong này đều có hết đầy đủ mọi người nhé. Còn cái giường là ở bên này đây. Giường là mình sẽ lấy giường 1m2 ở trong này. Đây, giường 1m2 là cái loại này đây. Cái này là người ta bán là 1,7 triệu. Đó, 1,7 triệu, còn 300 trở vào trong kia nữa là thành 2 triệu mất rồi. Đây, ô tô đang ở đứng ngoài đường này đây. Sẽ cho lên trên cái ô tô này luôn. Ô tô này thì chuyên chở giường các thứ thôi. Ở trong này là các anh đã xếp cái này gọi là cái tấm phẳng. Đó. Cái tấm phẳng giường đấy mọi người. Giường ở một nơi còn cái tấm phẳng thì lại ở một nơi. À, anh nhớ lấy cho em 4 con ốc đi nhá. Ốc đấy. 4 con ốc bắt đi ạ. Không như bữa nọ đi về cái mua của kia nhà dưới kia. Không còn ốc bắt. Bây giờ là bác này sẽ vác giường đi cho lên trên thùng xe đây. Hôm nọ mua ở dưới kia quên mất 4 con ốc mang về không lắp được. Cái xe này thì sẽ chở cả giường và chở cả cái đống đệm chăn ở ngoài này luôn đấy. Đây, hôm nay là thời tiết rất là nắng nóng nên là mình cũng sắm nhanh nhanh rồi đi về. Ở trong cái khu đông dân thế này rất là nóng luôn mọi người. Giường thì có cả cái cây gọi là cái thanh ngang đây, thanh dọc, thanh ngang đây. Tấm phẳng rồi. Trong này đã vác được một tấm ở trong này thôi. Còn một tấm chưa vác vào đây. Ở đây họ bán rất là nhiều giường luôn. Toàn giường đẹp thôi. Giường này là trên 3 triệu nhá. Cái giường này cũng trên 3 triệu này. 3 triệu 8, 3 triệu 9 một chiếc. Dạo này ở chỗ này cập nhật được nhiều cái vật dụng gia đình, bàn ghế. Ốc có đây chưa anh? Bây giờ anh cầm đã. À vâng. Đấy, hai cái thanh giường là hai cái thanh mà dài nhất kìa. Cái ô tô này thì nhỏ nhỏ thôi, ô tô này thì chuyên chở giường, chở đồ đạc các thứ. Được. Anh vứt luôn cái đệm với cái chăn lên trên thùng luôn này. Cả chăn các thứ nó cũng cho lên trên thùng hết này. Ở trong này bán rất là nhiều những cái tủ quần áo cái thứ này. Để em cho vào túi luôn, em cho vào túi luôn. Quên cho tủ không? Không mua tủ cho nó à? Không, không cần đâu. Tủ này rất là đẹp. Đây, tủ treo quần áo này. Quá trời đẹp này. Có cả ngăn kéo đây nữa cơ. Quá là xịn mọi người. Mấy tháng trước thì cái cửa hàng này chưa có mở. Còn bây giờ là cái chỗ này bán rất là nhiều rồi. Đấy, bây giờ là ô tô đã chuẩn bị hết đồ đạc lên trên và chuẩn bị đi rồi nhá.
Bây giờ là mình đã về đến nhà của bà cụ 73 tuổi và ô tô thì cũng đã về đến chỗ đường cụt rồi. Bây giờ tất cả mọi người đang rủ nhau đi vác cái giường với lại chăn đệm các thứ nhá. Hôm nay thật sự là một ngày thời tiết rất là nắng nóng luôn. Đây hôm nay các bạn thấy là đông vui hơn không? Mọi hôm là do là các anh thợ đang say cho nên là không có cái việc gì làm ấy. Hôm nay là bà cũng có rất là nhiều anh chị của bác hàng xóm ra giúp đỡ dỡ cái nhà của bà. Cho nên là rất là đông vui luôn. Ô tô thì bây giờ cũng đã về đến chỗ đường cụt kia, tại vì trong này là đường rất nhỏ, không có vừa xe vào nữa nên là phải bỏ đồ ngoài đường này đây. Đấy các bạn nhìn thấy cái đường này không? Không lọt được cái ô tô này vào luôn. Đây nhá, ô tô đây mọi người nhá. Thì có đệm này, có chăn, có màn và có cả gối, có giường nữa. Mỗi người vác một thứ cho nhẹ rồi. Đây, mỗi người vác một thứ đây. Chia nhau ra cho nó đỡ. Vậy em gửi tiền hết cho anh kia rồi nhá. Vâng, vâng, vâng. Vâng, cảm ơn anh nhá. Đây bây giờ là mọi người đã vác hết rồi, mình thì mình không có vác đâu. Bà cụ rất là vui mừng mọi người nhá. Vì hôm nay thật sự là mình sắm được những món quà này, đưa được những món quà này đến với bà cụ thì bà rất là vui mừng. Bây giờ sẽ bây giờ sẽ đi vào trong nhà để lắp luôn cái giường cho bà. Có một chùa đấy hả? Có cái đất chùa, cái mấy sao? Bây giờ là tiến hành lắp cái giường lên để mà cho cái đệm, cái giường ở đâu cái chăn lên luôn nhé mọi người. Cái giường này thì người ta nối bằng cái con ốc này đây. Cho vừa cho cậu bây giờ. Lòm gì đây? Lâu là lòm này không ạ, tạo tôn đúng không? Từ từ bên chính mới xe. Đây do là cái thành giường không có vừa cho nên là phải sửa. Có phùa kho đá chứ đá thì có sẽ có nghe phụ ít trào kì lắm không mà chuyện là có chuyện là mua là có là thao sẽ. Con thấy cậu cái mũi ếch trào được cái limón chai hủ á. Lo rồi con hả. Cái giường này do là họ khi mà sản xuất ra họ chưa bao giờ lắp thử cho nên là nó vẫn có cái sai sót nhé. Cái sai số của nó khá là cao đấy. Mà mình phải chỉnh sửa mình mới vào được. Đó, bây giờ là vào rồi đó. Một lúc ông chưa kể đâu ấy.
Bây giờ là cái giường cũng đã gắn được một bên rồi nhé. Bây giờ là cần phải chỉnh sửa nhiều thứ nên là khá là chậm thôi. Mà cái này ghép vào là lúc ghép là nhanh. Vặn mỗi một con ốc thôi là cái giường cũng đã chắc rồi. Thế làm gì tranh nào? Chút thật thôi nhé. Đây giường rất là đẹp luôn. Đây có cái con ốc này bắt giữ cái thành giường. Hai đầu đều như nhau hết ạ. Bên này cũng vậy. Bên này là chưa có vặn này. Con ốc đây. Gì lắm? Lúc cả cái gì đèn ngoài mỗi ngàn là tiền nó đi. Đây mình không có lát mà mình sẽ nhờ các anh lát hộ mình luôn. Hôm nay sẽ còn chưa kiểu là tuồng nè. Khó có chỉ không chú ấy. Mình chỉ đa chú ấy. Tớ mắt, sao rồi? Nếu thanh dương nó chỉ dò xuống mà. Dò mà, chỉ dò. Lúc chặt thì có một chỗ nhớ xuyên chỉ xuống. Khủ sức rắc nhá. Mà lúc khó thì nhớ bò. Thua xong. Ừ. Con nó mình cài đây, tụt tăng cái cây đi cả. Đây những cái giường này là họ chưa bao giờ lắp thử lần nào nên là có những cái sai sót nhỏ trong quá trình lắp ráp thôi. Bây giờ mình sẽ lắp con ốc này vào đây, vặn cái con ốc này vào để giữ thanh giường. Thank you.
Sau một quá trình lắp ráp cái giường thì bây giờ đã lắp xong rồi mọi người nhé. Đây, đây là cái thành quả và cái sản phẩm mà ngày hôm nay mình đã đi sắm cho bà cụ 73 tuổi. Thật sự mà nói thì cái chiếc giường này rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây rất là nhiều cái hoa văn đây này, đẹp lắm luôn. Bây giờ lắp xong rồi. Nhìn ok chưa mọi người? Phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Đệm này thì nói chung là cũng rất là êm, bà một mình cho nên là mình mua cái giường với một cái chiều rộng là 1m2 và dài 2m. Có cả cái chăn này, có chăn rồi gối và có cả cái màn nữa. Tại vì mùa này là mùa rất là nhiều muỗi ấy, nên mình phải sắm cho bà cái màn nữa. Thì bây giờ là đã hoàn tất xong cái quá trình sắm đồ đạc cho bà. Thì mình cũng xin phép khép lại video sắm đồ đạc cho bà tại đây nhé. Và đừng quên theo dõi những tập video tiếp theo còn hấp dẫn hơn nữa. Xin chào tất cả các bạn.